Thưa quý vị, mặc dù thành phố Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, thế nhưng số ca mắc mới vẫn liên tục gia tăng. Số ca mắc sốt xuất huyết ở Đà Nẵng từ đầu năm 2022 đến nay đã lên mức gần 3.000 ca, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 100 ca. Tại Bệnh viện 199 Bộ Công an, từ đầu tháng 5 đến nay liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết, đa số là người lớn. Trong đó có nhiều bệnh nhân tự điều trị tại nhà, sốt cao liên tục 3-4 ngày mới đến bệnh viện. Vì vậy mà đã có những trường hợp chuyển nặng. 1-2 ngày mà uống thuốc không bớt, bù nước không được thì phải vào bệnh viện để xử trí gấp. Trong tháng 5 thì ở bên khoa nội 4 đã điều trị một cái ca sốt huyết có dấu hiệu cảnh báo, tiểu cầu có dấu hiệu cảnh báo là phải chuyển sang khoa hồi sức để tích cực để điều trị tiếp. Tại khoa nhi Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cũng đang thu dung điều trị cho hàng chục bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, quận Liên Chiểu ghi nhận gần 800 ca sốt xuất huyết, là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất trong các quận huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, với nhiều ổ dịch phức tạp. Các phường Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh. Trung bình trong thời gian tháng qua thì mỗi ngày ở khoa đều có 100 bệnh nhân nằm tại khoa. Còn lượng bệnh nhân trong thời gian này tập trung nhiều là ở bệnh nhân sốt xuất huyết và tay chân miệng. Hiện nay dịch sốt xuất huyết tại thành phố Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới liên tục tăng cao. Ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động tự giác trong việc tuân thủ các hướng dẫn, quy định, đặc biệt là vệ sinh sạch sẽ khu vực xung quanh nhà, để phòng dịch bệnh phát triển và lây lan.